Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục mình hướng dẫn phần câu từ hội thoại tiếng Hàn Quốc. Để giáo trình này gồm có 10 lần 15 bài. 15 bài. Mình học tới bài 10. Giao thông là giao thông. Bài 11 chứ hả? Bài 10 nó chưa ta? Bài 10 mình học chưa? Bài là học khách sạn hả? Hotel. Học khách sạn hả? Hotel là khách sạn. Check in là làm thủ tục vào. Check out, check out tiếng Anh hả? Check out là thủ tục ra. Reception hả? Và tiếp tâm counter là quầy hàng. Counter là quầy hàng. Room number giống tiếng Anh là room number. Chân như ngồi. Chân là tầng. Dân xe là key là tiếng Anh của mình là key. Chín tre là giường. Sheet là khăn trải giường. Sheet tiếng Anh luôn. Sheet ha. Dốc cho là bồn tắm. Aircon là máy lạnh. Su cân là khăn mặt. Single room là phòng đơn. Single nha. Tiếp theo là gì? Double room là phòng đôi. Double room là phòng đôi. Bang in dây dắt hà tà. Bang in dây dắt hà tà là đặt phòng booking ha. Dây dắt in Chiso hà tà là quỹ đặt chỗ. Chân so hà tà là dọn vệ sinh. Tiếp theo là số chi phong là đồ sức tài. Chim là hành lý. Service là phục vụ. Service là phục vụ. Băng ca kiếp là giá. Băng là phòng, giá phòng. In tang là một ngày. Mơ mu tà là chú ngủ. Hay là múc tà thì giống nhau ha. Mơ mu tà với múc tà đều vì giống nhau. Chữ mơ mu tà ít khi sử dụng ở mức tà mà dùng nhiều nhất. Chữ ba là quán ba luôn ha. Kê san ha tà. Kê san là tính toán, tính tiền, tính toán á. Hên cung mùa đô chi cúp là bằng, chữ bằng nè. Hên cung là tiền mặt, chi cúp là trả bằng tiền mặt hay bằng người. Tiếp theo là những cái câu không dùng như sau là băng y isimika là có phòng không. Băng y isimika bằng isimika hoặc là single room hana chuseo cho một phòng đơn đi. Single room hana chuseo mid chin tổng hán mơ mu xin dây chân imika. Câu nói rất là sự mid chin tổng hán mơ mu xin dây chân imika là hỏi ở đây mấy ngày vậy. Mình trả lời là ô in là 5 ngày, tổng hán là trong mút kết xin imika ở sẽ đây 5 ngày. Mút ta học cái mút ta là ở Haru bang cấp là giá phòng. Haru là một ngày. Haru bang cấp in my mika hỏi bao nhiêu tiền đúng không? Haru bang cấp in my mika trả lời là Haru oship bull in mika bull là đô la đó. Oship bull 50 đô la. Achim shisato boham jim mika. Achim shisato là bao gồm ăn sáng luôn phải không? Boham data là được bao gồm. Chim chồng makiro ship sim mika. Tôi muốn gửi hành lý tại đây. Chim chóm Makita là gửi. Posita là muốn là mọi người à, muốn tên là Medhoshin imika. Medhoshin là phòng số mấy. Medhoshin Hoshin là phòng mấy. Imika. Chim chóm Ola Chuseo. Quên hình hành lý làm dùm tôi ạ. Ola Chuseo. Chim chóm Ola Chuseo. Tiếp theo là ship chân. Ship chân là phòng ship ổ hô thì mình đã lấy là tầng 10 phòng 55. Bạn anh chồng Chiwa Chuseo em dọn phòng mình tôi. Chi U Tà là dọn ha. Chiwa Chuseo dọn phòng mình tôi. Cho mình ở một thời gian một kêu dọn phòng cho mình á. Em in cấp xì e kêu Chiwa Chuseo mình có thể nhờ khách sạn có thể nhờ người ta đánh thức mình như vậy. In cấp xì e kêu Chiwa Chuseo là hãy đánh thức từ giờ vào 7 giờ sáng kêu Chiwa Chuseo. Kêu U Tà là đánh thức từ vậy ha.
với cái sơ sẽ chắc y thì mình có ở đây có giặt vũ đồ được không, sẽ chắc là giặt vũ hoàng được không, với cái sơ sẽ chắc y thì mình có khúc chè trên hòa rin hai số in này yếu tôi có thể gọi điện thoại quốc tế đâu khúc chè trên hòa rin hai số in này yếu hành chân y thì mình có đó tiền cái thằng hành chân y thì mình có trên hòa cá ôm nhận bắt coi chú xe yếu nên điện thoại đến vừa làm chứng minh tôi nhé trên thầy phát sự cá ôm nhận các ta chú xe yếu nếu mà tao có phát đến cho tôi á cũng chuyển đến tôi rồi nên tờ nào kết sinh mệt ngày mai tôi sẽ rời khỏi tờ nào kết sinh mệt nên tờ nào kết sinh mệt nên tờ nào kết sinh mệt sẽ rời khỏi ngày mai kết sinh ở chi sơ hay yếu tính tiền ở đâu vậy, ở chi sơ là ở đâu chim chấm nên là chú sẽ yếu ai chỉ cần lấy xuống được thôi chim chấm nên là chú sẽ yếu nên là được thôi taxi hành tế vừa là chú sẽ yếu hoặc gọi một chiếc xe taxi hành tế là một chiếc xe taxi 한테 불러주세요. 뭐 뜻이에요? 서비스가 좋습니다. 자, 서비스가 또 부르 또 와. 또 오겠습니다. 또 찾아. 감사합니다. 감사합니다. 어? 이 à khách sạn thì mình có những từ vựng như vậy mọi người sẽ thấy ha, rất là hay ha, quay 6 phút thôi nhưng mà sẽ thể hiện được những cái từ vựng ha.